Hải Châu. Đó, đó, đây từng món, còn món gì nữa nào, từng món giới thiệu nào đấy, món ra ngoài. Đây cá muối sồi, ở đây là cá nuôi cá ao, cá nhà, cá trong ao này đúng không? Đây là món vịt này, vịt ông ngoại này làm này. Đấy, món vịt này là làm món da cây à? Ông sấu. Đây là món thịt chua đúng không? Nem. Nem này. Đây là bánh bánh tráng này. Đây, bánh đa này. Rồi, rượu này là rượu 2S nha mọi người nhé. Đây. Chúc sức khỏe, tất cả mọi người nhá. À, em mời cô nhá. Mời bà nhá. Sáng cái này uống rượu. Ông đi ạ, mời anh đi. Vâng, mời ông ạ. Nghỉ ngơi đây ông ạ. Chiều tắm để bơi thế thôi. Cá ngon này, cá này. Đây là lộm đấy. Đây là làm cá cá sổi. Cá trải nghiệm bờ sông câu cá. Đây dù tôi tặng Văn Trường với Văn Thực nào. Bây giờ đổi là Lai Châu Tân Tật nào, hai người nào, hai người uống nhau ly nào. Nhân dịp kênh mới ra mắt. Chào mọi người. Mời tất cả mọi người nhá. Lai Châu Tân Tật à. Lai Châu có cái gì cho hết lên. Sapa. Lai Sapa đang điện lên.